Hello cả nhà. Hôm nay shop em về một mẫu chuột mới nữa nha. Chuột cha đô, mồi lua cá lóc. Chuột này thì nó không có phá nha cả nhà, nó chỉ ăn cá thôi. Chuột mà ăn cá nghe nó lạ quá ha, nhưng mà thực chất nó là như vậy. Chuột này thì nó rất là nhạy cá lóc nha cả nhà. Cá lóc, lóc đen hay lóc bông gì nó cũng lụm được hết á. Thì chuột thì trọng lượng nó là 7 gram nè. Thì anh em nếu mà anh em kéo nhẹ, kéo từ từ á thì nó là lửng. Nếu mà anh em kéo nhanh thì nó sẽ nổi ha. Và đặc biệt cái dòng chuột cha đô này là bên em về cái mẫu lưỡi này là lưỡi BKK nha, là nó sẽ không có sét. Lưỡi BKK này nó có màu đen, nó sẽ không sét nha. Và chuột thì có độ chống vướng cũng khá là ok nè. Và cái phần hơi á, giống như cái phần thân nó cũng rất là mềm ha, rất là mềm. Cá ăn thì nó dễ sóc. Thì hiện tại cái con chuột này giá nó chỉ có 70k một con thôi nha cả nhà. Nó em về được 3 màu nè, màu xám nè, màu xanh nè, với lại màu nâu ha. Chuột thì nó chỉ có một màu thôi. Ở lộn, chuột thế thì nó có 3 màu, nó chỉ có một thìa thôi, một thìa thôi nha, một thìa. Ở trên đây là khóa, hay là thìa đó. Rồi ok, anh em nào có quan tâm cái sản phẩm chuột cha đô này thì liên hệ em nha. 70k một con.